Phượng ơi, Út Phượng đang làm gì thế? Út Phượng đang ăn cơm. Ăn cơm giống nè, chín 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 chèn. Chào nha. Chín 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 chèn, thịt luộc nha. Củ hành. Nước mắm, ớt. Và đây là cơm. Còn đây là cơm. Bây giờ ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. Cái này là nước đá. Úp phượt trang vô. Chà đá mấy ngày luôn rồi chứ. Lạnh quá nè. Nước đá. Ăn cơm với nước nước đá nhiều đá đá này cứ để đá vô hoài uống hoài nó không có hư. Thịt lột để vô tủ lạnh á, nói chung bữa nay Út ăn cái gì cũng lạnh hết. Đây là da muống nha. Chín 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 chín. Đây là da muống rồi. Ăn thôi ăn thôi. Cái răng ốc cũng nhất bên đây hở miệng ra không có nổi, thông cảm luôn nha. Và Út làm năng lượng mát mà ngày nào Út cũng phải làm vậy á. Đây là thịt đã vô tủ lạnh nha. Chấm cao. Ngon quá. Phần ai Út đang làm gì đó. Út đang ăn cơm. Tay anh cùng của Út nghe nhất đó. Nên Út mở miệng hơi khó. Dài quá ăn không được. Nó cứng.
Ngon quá. Dâm muốn chấm cao. Thử dột chấm nó lắm. Được lắm lắm lắm. Ngon quá. Mỡ. Ngon quá. Chào. Ngon. Ngon quá. Ừ.